Laptop của các bạn chậm, đơ, hiệu suất kém. Đừng lo, video này sẽ giúp các bạn giải quyết được sự khó chịu đó. Tôi là Quang, và chúng ta đang sống trong những ngày của đợt giãn cách lần thứ tư. Chiếc máy tính là một công cụ cực kỳ quan trọng cho công việc và giải trí. Thật là kinh khủng nếu nó không hoạt động theo ý của chúng ta. Bên cạnh tôi đang là hai chiếc laptop sử dụng CPU Intel Core i thế hệ 11 hiệu năng cao mới nhất, gồm có i7 11800H trên Asus TUF F17 và Intel Core i5 11400H trên Acer Nitro 5. Cả hai chiếc laptop đều sử dụng card đồ họa NVIDIA RTX 3050 mới nhất, mang lại hiệu suất xử lý đồ họa cực kỳ tuyệt vời trong tầm giá. Vì hai chiếc laptop này có khá nhiều điểm tương đồng cả về thiết kế, hiệu năng và cấu hình, cho nên là mình sẽ nói về phần hiệu năng trước. Năm nay 2021 thì Intel đã áp dụng một cái công nghệ mới là tiến trình sản xuất 10 nanomet trên những cái CPU hiệu năng cao của mình. Từ đó chúng ta sẽ có những CPU có nhiều nhân và xung nhịp cao hơn. i5-11400H có 6 nhân 12 luồng xử lý, tương đương với cả i7 thế hệ trước là 10.750H, và i7-11800H có tận 8 nhân 16 luồng xử lý, một con số rất là kinh khủng. Kiểm tra hiệu năng tính toán thực bằng render ảnh Cinebench R23, chúng ta thấy được sự vượt trội khi mà i5-11400H còn cho hiệu năng nhỉnh hơn một chút so với i7-11750H. Tất nhiên thì hai CPU này sẽ thua hẳn một sải tay khi kém tận 2 nhân và 4 luồng xử lý so với i7-11800H. Với cái mức TDP rơi vào khoảng 75W thì i7-11800H có điểm đa nhân lên tới hơn 12.000 điểm ở Cinebench R23. Vậy còn hiệu năng chơi game thì sao? Hai game online PC phổ biến nhất hiện tại là Liên Minh Huyền Thoại và Valorant đều chưa làm khó được i7-11800H và i5-11400H ở độ phân giải Full HD khi mà kết hợp với card đồ họa RTX 3050 ở mức cài đặt hình ảnh tối đa, trải nghiệm hình ảnh cực kỳ mượt mà với FPS cao và ổn định. Hiệu năng đa nhân của i7-11800H được thể hiện rõ ràng khi mà chúng ta sử dụng trên hai cái game online có cấu hình không cao lắm này. Chưa hết, Intel Core i thế 11 còn đi kèm với công nghệ Intel Thunderbolt 4 cực khủng. Chỉ với một sợi cáp USB Type-C duy nhất, chúng ta có thể làm những cái công việc khác nhau, ví dụ như là truyền tải dữ liệu với băng thông 40GB này, sạc laptop 100W này, hoặc là chúng ta sẽ xuất hai màn hình 4K hoặc là một màn hình 8K. Thật sự rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Bấy nhiêu đó có lẽ là đã đủ để trả lời cho một câu hỏi mà tôi nhận được gần đây, đó chính là nên lựa chọn CPU độ xanh hay độ đỏ cho một chiếc laptop hiệu năng cao. Thực sự thì Intel thế hệ 11 đã làm rất tốt cả về phần hiệu năng lẫn các cái tính năng đi kèm trong hệ sinh thái. Quay trở lại với hai chiếc laptop của chúng ta với cái cấu hình khá tương đồng khi mà cùng được trang bị CPU hiệu năng cao này, card màn hình RTX 3050, hai quạt tản nhiệt cùng với bàn phím RGB LED tùy chỉnh, thì câu hỏi là sẽ là laptop nào phù hợp với mọi người. Tôi sẽ chọn Acer Nitro 5 nếu ưa thích thiết kế hầm hố cùng với chế độ bảo hành siêu tốc Acer 3S1, tức là trong vòng 3 ngày tính cả thứ bảy chủ nhật nếu không sửa chữa được sẽ 1 đổi 1. Vậy thì còn Acer TUF F17 thì sao? Tôi sẽ chọn bởi vì mặt A bằng kim loại cực kỳ mát, chế độ bảo hành 2 năm cùng với chứng nhận hoạt động theo quân đội Mỹ Military Standard 810H. Các bạn nghĩ sao về những chiếc laptop mạnh mẽ sử dụng CPU Intel Core i thế hệ 11 hiệu năng cao? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận với chúng tôi nhé! Đừng quên like và sub channel để ủng hộ cho chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!